Xin chào tất cả các bạn, thì mình vừa nhận được cái quạt của Abba. Thì cái vỏ này nó được nhám, nhưng mà riêng cái hình cái quạt thì nó được làm bóng ở đây, nó được ghi bằng bốn thứ tiếng. Ở đây có một cái hình của Jiyoung. Ok, bây giờ mình sẽ coi bên trong. Thì cái vỏ này ở ngoài có vẻ nhám, có vẻ đẹp, nhưng mà sau bên trong nó lại mình không thích bên trong lắm. Ok, qua bên đi. Ở đây khi mà mở ra thì mình thấy có hai cái. Thứ nhất là một cái đồ để sạc cái quạt này. Còn một cái là cái dây để gắn vào cái quạt, giống như cái dây của Lightstick á. Cái quạt nó được để trong một cái hộp rất là ọc ịt. Cái quạt này nó nhám nhám, và ở đằng trước thì nó ghi chữ Motte. Motte bóng. Đằng sau có một cái chữ Chidi, và nó được thiết kế nổi. Và nó cũng bóng luôn. Bên đây có cục pin nè. Và không ra. Cái chỗ này chắc là cái chỗ để gắn cái dây vào. Thì ở cái chỗ này người ta có nói là cái quạt này thì nó có bốn cái mức độ, ba cái mức độ. Và khi bạn bấm tới cái thứ tư thì nó sẽ tắt. Và cái điều đặc biệt là khi mà các bạn bật lên thì đằng sau nó sẽ có cái đèn. Các bạn ơi, tới cái thứ tư thì nó sẽ tắt. Mình sẽ thử gắn cái dây này vào. Nó mất thời gian đó. Mình sẽ gắn vào sau. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.